lành. Nhà em ở đây hả? Trời ơi, một người đẹp như em mà phải ở một chỗ như vậy sao? Kiếp nghèo thì phải chịu chứ sao anh. Cảm ơn anh đã có lòng đưa em về. Thôi mình chia tay nha. Quan đã lạnh. Em mãi nén lại vài giây phút nữa để cho anh bày tỏ tâm.
Ê, đi chỗ khác chơi đi. Chỗ người ta đang tâm sự mà mày coi cái gì mày? Trời ơi, tâm sự rằng ơi, vậy là em đã đổi thay rồi, quên hết những lời ước hẹn. Em đã quên rằng khi trời chuyển sang đông, là tên đôi ta quăng quýt trên cánh tiền mầm. Anh đã biết tôi nằm trong chân thờ, vậy tử bây giờ trông chặt mối thơ duyên vào dĩ vãng xa rồi, để tìm người xứng đáng. Lành ơi, làm sao anh quên được sớm mai trên chiếc cầu bóng có người con gái dai quằn gánh nặng, nung lá che nghiêng đôi má hồng đang nở, chân bước nhanh nhanh làm lòng anh sao xuyên, đứng trộm nhìn nhá mà lòng anh một dòng sông mà chẳng dám bước qua cầu. Ai đã trải qua một mối tình đầu mới biết thế nào là những đêm dài thao túng, khi tình đã dương rồi mà chưa dám ngỏ cùng ai. Cũng như anh chỉ biết mong trời người ta cũng không dám nhìn vào ánh mắt, chỉ mơ đắng làm mơ để gợi gắm tâm tình. Bên này anh chờ bên kia, nhớ mong mong trong từng giờ. Người đâu có ngờ có người nhớ thương, người dần bước đi chẳng dương vắng lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
anh Lâm. Xin phép cô, vì tôi đã làm phiền. Có gì thì anh cứ nói đi, đâu có gì mà phiền. Tôi đến đây là báo cho cô hay một tin. Vui hay buồn vậy anh? Vui hay buồn là ở cô. Nhưng đôi với tôi là một màu tan. Trong một đêm gió lên trời, lời bay cánh ngọn đơn. Bác hai đã trúc hơi thở sao cùng trong khi vĩnh viễn ra đi. Vẫn thương yêu tha thứ cho đứa con lầm lạc nào.
Lời mã dạy hôm nay con mới thấm đầm vào lòng. Má ơi, con là một đứa con bất hiếu, đã cố tình phụ rể bao nghĩa trọn ân sâu. Con xem bạc tiền cả nghĩa nhân, con mãi chạy theo ánh sáng phồn hoa mà bỏ rơi má một mình cô độc. Ngày ấu thơ má đã đem thân che mưa gió, mà nãy con bỏ má bơ vơ trong mái tranh nghèo. Cô làm đây là chi vậy? Bác kể lại. Cô cầm đây đi. Anh Lâm. Sao cô gục đầu? Anh Lâm ơi, cô làm sao vậy? Anh Lâm, tôi gục đầu vì tôi xấu hổ trước tội lỗi gây ra cho người mẹ đau sầu. Người đã sống sống cho tôi từng làn da mái tóc buông dài, chỉ vì đua đòi sang ca tôi đã phụ lòng mẹ, để giờ nhan sắc đã tàn phai. Trời ơi, gương mặt của con ai đã hủy hoại, nét thanh tân của con là sông cầu bồng năm cũ. Tôi đã chạy theo những gì hư ảo, thì giờ đây tôi phải trả giá cho áo kia bằng chính cuộc đời mình. Trời ơi, vậy mà tôi cứ ngỡ con lành đang niềm mắm chăn nghiệp, đâu có ngờ đời con cũng đang sống dơ. Tôi đã gieo những hạt mầm tàn nhân, thì phải cam đành gặt lại thói nhân tâm. Tôi xin chia buồn với con, nhờ bà con ở xóm cầu bóng, mà bác hai cũng đã mồ yên mã đẹp. Bây giờ xin phép cô tôi về. Anh Lâm, anh hãy ở lại đây uống ly nước rồi về. Cảm ơn con, tôi phải về vì trước cửa có người đợi tôi. Người đó là vợ tôi. Em chúc anh hạnh phúc. Chào con.